Xin chào các bạn, từ ngày hôm nay Cát Tường sẽ đồng hành với các bạn trong chuyên mục Top 5 đánh giá của Hoàng Hà Mobile. Khi nhắc tới các smartphone RAM 4GB, chắc hẳn nhiều người dùng đều nghĩ ngay tới các dòng smartphone cao cấp như Galaxy S8 hay Xperia XZS. Tuy nhiên, chỉ cần chưa tới 1/2 số tiền đó, các bạn có thể sở hữu được một trong 5 smartphone tầm trung RAM 4GB sau đây. Đầu tiên phải kể tới chiếc smartphone K6 Note tới từ nhà sản xuất Lenovo. Ngoài dung lượng RAM 4GB thì trên thiết bị này còn có những ưu điểm đáng đồng tiền. Lenovo trang bị cho K6 Note viên pin khủng 4000 mAh. Dung lượng pin của thiết bị này thuộc top những smartphone có thời lượng pin cao nhất hiện nay. Với các tác vụ bình thường như nghe nhạc, chơi game, chụp ảnh, lướt web thì K6 Note hoàn toàn chinh chiến được 2 ngày. Tốc độ chơi các tựa game như Advan 8 trên smartphone này khá mượt mà, không giật lag. Chỉ có nhược điểm là tải game hơi chậm một chút do máy sở hữu con chip Snapdragon 430. Mẫu smartphone này được Lenovo thiết kế bằng kim loại nguyên khối, tạo cảm giác sang trọng và chắc chắn khi cầm nắm. Máy sử dụng mặt kính cong 2.5D, màn hình Full HD 5.5 inch. Ngoài ra các bạn cũng nên quan tâm đến cấu hình của máy như hệ thống âm thanh Dolby Atmos, cảm biến vân tay dưới camera, đèn flash kép, camera sau 16 megapixel và camera trước 8 megapixel. Máy sử dụng chip Snapdragon 430, RAM 4GB, bộ nhớ 32GB, hỗ trợ 2 SIM và thẻ nhớ. Chiếc điện thoại tiếp theo trong danh sách mình muốn nói tới là một cái tên khá đình đám khi liên tục được giới truyền thông nhắc tới với cái tên chuyên gia selfie. Đó chính là chiếc Oppo F1S 2017. Cái tên nói lên tất cả, Oppo F1S 2017 sở hữu camera trước lên tới 16 megapixel so với camera sau 13 megapixel. Chất lượng selfie trên chiếc camera này thực sự là siêu khủng, đánh bay định nghĩa camera chính là camera phía sau máy, còn camera trước chỉ là camera phụ. Tập trung lớn vào tác vụ chụp ảnh, tự sướng, tuy nhiên cấu hình cũng được Oppo nâng cấp đáng kể. Phiên bản 2017 của F1S được Oppo trang bị RAM 4GB, ngang với siêu phẩm Galaxy S8 mới ra mắt. Dung lượng bộ nhớ 64GB của máy cũng đủ phục vụ chụp ảnh, quay video, cài game và chứa nhiều dữ liệu. Máy sở hữu màn hình Full HD 5.5 inch, chip MediaTek MT6750, lõi 8 với xung nhịp 1.5GHz. Cùng với đó là viên pin 3075 mAh, đủ cho các bạn selfie, lướt web cả ngày. Trong những năm gần đây, Acer Zenfone đã gây được tiếng vang trong cộng đồng yêu công nghệ. Hãy cùng xem Acer Zenfone 3 ngoài bộ nhớ RAM 4GB thì còn có những điểm gì. Chiếc Acer Zenfone 3 được coi là phiên bản lột xác khi được thiết kế khác hẳn với phiên bản tiền nhiệm. Thiết kế của máy bằng vỏ nhôm nguyên khối, các đường viền kim loại được thiết kế tinh tế. Mặt kính 2.5D trên thiết bị này cũng cho cảm giác chơi game, xem video sống động hơn. Tuy không được sở hữu dòng chip Snapdragon 800, nhưng dù sao con chip Snapdragon 625 trên Zenfone 3 cũng tuyệt vời hơn chip của một số thiết bị cùng phân khúc như Lenovo K6 Note chẳng hạn. Dung lượng bộ nhớ 64GB trên máy cùng viên pin 3000 mAh cho bạn trải nghiệm sử dụng chơi game trong khoảng một ngày. Camera chính 16 megapixel trên thiết bị cho chất lượng ảnh chụp đủ sáng tốt. Còn trong điều kiện thiếu sáng, độ nét và chi tiết ảnh chưa được như mong đợi. Với những bạn là fan của mỹ tâm thì chắc chắn sẽ quan tâm đến chiếc điện thoại thứ tư này. Chiếc điện thoại Huawei GR5 2017 được ra mắt vào tháng 12 năm 2016 và nữ ca sĩ mỹ tâm chính là đại sứ thương hiệu Huawei tại Việt Nam. Sở hữu RAM 4GB như siêu phẩm S8, nhưng điểm nhấn của GR5 Pro 2017 lại nằm ở chiếc camera kép hỗ trợ chụp ảnh xóa phông. Camera chính của thiết bị có độ phân giải chỉ 12 megapixel, nhưng điểm nhấn là ở chiếc camera phụ bên dưới với 2 megapixel, cho tác dụng đo độ sâu của vật thể với mục đích xóa phông cho ảnh. Máy cho tốc độ chụp nhanh, độ nét và chi tiết ở mức tốt. Khả năng selfie trên máy cũng không tồi khi sở hữu camera 8 megapixel, hỗ trợ nhiều tính năng chỉnh sửa, làm đẹp. Chiếc Huawei GR5 Pro 2017 được trang bị chip Kirin 655 do hãng tự sản xuất. Với RAM 4GB, dung lượng bộ nhớ 64GB, sử dụng Android 6.0 Marshmallow. Cấu hình của máy theo mình thấy thì rất tốt so với các smartphone cùng phân khúc, cho hiệu quả giải trí, lướt web hay chơi game gần như không giật lag. Dung lượng pin trên máy cũng đủ phục vụ các tác vụ nặng trong khoảng một ngày. Cuối cùng trong danh sách top 5 ngày hôm nay là một cái tên chất lượng, chiếc HTC Desire 10 Pro. Không giống như Oppo F1S 2017 được tập trung vào camera trước, thì chiếc Desire 10 Pro lại nổi bật với camera sau siêu khủng.
độ phân giải lên tới 20 megapixel, chừng đó đã đủ thuyết phục những người yêu thích chụp ảnh, lưu lại khoảnh khắc hay chưa? Ảnh chụp từ thiết bị này cho chất lượng rất tốt, màu sắc đầy đủ, cân bằng trắng tốt. Không chỉ vậy, thiết kế của HTC Design 10 Pro còn độc đáo, với đường viền vàng mỏng sang trọng, chạy quanh thiết bị khiến bạn dễ dàng phân biệt với các smartphone khác. Ngoài ra, cấu hình của máy sử dụng chip Helio P10 của MediaTek và RAM 4GB. Viên pin trên máy cũng cho thời lượng sử dụng hơn một ngày với các tác vụ như chơi game, nghe nhạc, lướt web, chụp hình. Đến đây thì video top 5 điện thoại RAM ngang bằng với Galaxy S8 đã kết thúc. Tất nhiên chỉ là RAM ngang bằng nhau mà thôi. Còn về cấu hình thì những chiếc điện thoại này còn khá nhiều nhược điểm. Bật mí thêm cho các bạn là tại Hoàng Hà Mobile thì những chiếc điện thoại này chỉ được bán với giá từ 6 đến 7 triệu đồng. Các bạn có thể tới showroom gần nhất để trải nghiệm các thiết bị này. Và đừng quên like, share, subscribe kênh YouTube của chúng tôi nhé. Tạm biệt các bạn.